Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 3 Cái Ác Đến Nhân Gian, Hồi 1 Nội đường Thái Y Viện truyền đến một tiếng thở dài, thấy Hồ Chí Liêm đứng dậy bước đi, vòng tay qua lại sau lưng, tay nghe lão bà khóc sớt mướt, nhi tử hừ hừ ha ha, kêu khóc ô hô. Thật lâu sau, thật lâu sau, hồ chí liêm bước nhanh vòng vòng trước sau không rên một tiếng thần thái thật là sầu muộn một công tử thay mặt hắn nói viên đại nhân ngài y đạo tinh vi hoa đà tái thế có thể nói rõ nguyên nhân bệnh tình của đứa trẻ này là gì không công tử kia có đôi mắt đẹp lại là một mỹ nữ trang điểm mà thành không cần phải nói tất nhiên là quỳnh phương nàng nhìn thánh thủ tuổi già trước mặt là viên xuyên thần y già nhất thái y viện bát phẩm mũ miệng. Nếu không phải Hồ Chí Liêm là lễ bộ thị lang, lại dựa vào mặt mũi huynh trưởng Hồ Chí Hiếu, chắc chắn sẽ không thể mời được người này ra mặt. Viên Thái Y cùng Quỳnh Quốc trưởng tương giao nhiều năm, thấy Hồ Chí Liêm mời đại tiểu thư đến khám cùng, tự cũng không tiện thoái thác. Ông nheo đôi mắt già nuôi nhìn kỹ, chỉ thấy nhi đồng trước mặt ánh mắt dại ra, nước miếng chảy tới khóe miệng, nhỏ giọt xuống cằm, khiến bộ lông da cửu dính bết. Viên Thái Y nhíu mày, hỏi, hài tử, con tên là gì? Thật nhiều. Hách đa, con không phải họ hồ sao? Phụ nhân kìm nước mắt, nghẹn ngào nói, viên đại nhân, đứa nhỏ này tên là hồ chính đường. Viên Thái Y nhíu mày, ý bảo người nhà chớ có sen mồm quấy dày. Ông duỗi tay mở mí mắt hài tử, nhìn xung quanh, lại hỏi, hài tử, năm nay con bao nhiêu tuổi? Thật nhiều, vẫn là hai chữ vô nghĩa. Viên Thái Y hắng giọng nói, cha con là ai? Thật nhiều, thật nhiều cha. Tổng cộng có bao nhiêu người? Này mà là hỏi khám, giống như ăn đậu hũ. Hồ Chí liêm thẹn quá thành giận, chỉ là có việc cầu người, lại cũng phát tác không được. Viên Thái Y lại là mặt không đỏ khí không duyễn, nghiễm nhiên hỏi lại, hài từ, ra không đánh đố với con, rốt cuộc thật nhiều cái gì? Thật nhiều quỷ, nói rõ xem, quỷ gì? thật nhiều, trong giếng có rất nhiều ma quỷ. Viên thái y trầm ngâm không nói, cởi bỏ quần áo chính đường, nhìn kỹ hơn toàn bộ thân thể, đột nhiên đưa tay ra và chỉ vào một nơi, mọi người mở mắt ra nhìn, ngạc nhiên khi nhìn thấy một đốm đỏ nhỏ trên lưng. Lúc này Quyên Nhi, Tô Dĩnh Siêu cũng đều có mặt ở đây, trong phòng tính cả vợ chồng Hồ Gia, tổng cộng 5 người, 10 đôi mắt chớp chớp, đáy lòng đều sinh ra ớn lạnh. Hồ Chí Liêm Hoàng nói, Đại nhân, này, đây là cái gì?" Viên Thái y thở dài, lắc đầu nói, "Đây là một chữ khó." Phụ nhân kia khóc lớn, ôm chặt hài đồng, kêu lên, "Tạo Nhiệt a! À. Chính đường, con rốt cuộc làm sao vậy?" Hài Tử Si ngốc này vốn dĩ giỏi ăn nói, càng là một người giỏi kể chuyện, chỉ vì một ngày đến nhà tiểu bằng hữu chơi, vô tình kể chuyện ma, nào biết liền thành bộ dạng như ma quỷ này cũng không biết là bị ma quỷ đè ép hay bị ma áng, ngoại trừ hai chữ thật nhiều, 10 ngày nửa tháng không nói lời nào khác, khiến tất cả người lớn bó tay không biện pháp. Ngày nay Trung Quốc y thuật hưng thịnh, từ trong ra ngoài, các phương pháp chữa trị đều độc đáo, Thái Y Viện càng là y đạo thánh đường của Trung Quốc, có hai vị lục phẩm viện phán, 10 viên bát phẩm ngự y, viên đại nhân xuất thân thế gia, đã làm Thái Y Viện viện sử càng là đương kim kinh thành đệ nhất danh nhân lão thánh thủ, ngay cả hắn cũng không thể cứu được thì mọi chuyện coi như xong. Hồ Chí Liêm đầy mặt quan tâm, khẩn cầu nói, viên sư phó, thỉnh ngài cứu mạng, tại hạ trung thân không quên ân đức. Viên Thái Y ngưng mắt nhìn chấm đỏ nhỏ, trong miệng lầm bẩm tự nói, nói, y đạo phân y quan, thầy thuốc, y sĩ, bao gồm 13 đạo, là phương mạch lớn nhỏ, mắt mồm miệng tai, những vết loét vết thương của phụ nhân, ít hầu bệnh thương hàn, nắn xương, xoa bóp. Ta làm 30 năm, lúc này mới thành thủ tịch Thái Y. Hắn nói chuyện không đâu, càng nói càng xa, hồ thiếu nãi nãi càng nghe càng buồn, đứa trẻ càng chảy nhiều nước miếng, hỏa khí của mọi người càng lúc càng lớn. Nhìn thấy hồ chí liêm sắc mặt khó coi, Quỳnh Phương cũng không tiện xen ngang, tô dĩnh siêu mỉm cười liền nói, viên đại nhân, Ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Viên thái y nghiêng mắt nhìn Tô Dĩnh Siêu, thấy hắn anh hùng thiếu niên, lưng đeo trường kiếm, cũng không dám lỗ mãng, chỉ khụ khụ nói, "Vị công tử này, lão phu vừa rồi đếm 13 môn, ngươi xem chỗ nào có thể chữa khỏi bệnh điên này." Hồ Chí Liêm nghe xong lời này, đã che mặt thở dài, "Hồ phu nhân càng khóc nức nở không thôi, Tô Dĩnh Siêu lắc đầu liền nói, "Đại nhân lời này không đúng, thiên hạ có rất nhiều người điên." chẳng lẽ tất cả đều không có thuốc nào cứu được sao? Viên Thái Y không giải thích nhiều, chỉ phân phó một đồng tử, nói, thỉnh lục ra tới, để mọi người gặp một lần. Đồng tử kia khóe miệng mỉm cười, nhất thời gật gật đầu vội vàng đi vào hành lang. Quyền Nhi và Quỳnh Phương nhìn nhau ngạc nhiên, khẽ mở đôi môi đỏ mỏng, chưa kịp hỏi chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trong hành lang truyền đến tiếng vang lục lạc, như thể có đồ vật gì đó kỳ lạ đang đến tiếng lục lạc vang lên ầm ĩ giống như miêu cầu quên nhi mờ mịt liền hỏi viên đại nhân lục gia là mèo sao viên thái y dựng món tay che miệng ý bảo im lặng mọi người đều yên tĩnh đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người kêu thái gia một bóng đen rung đùi đắc ý lắc lư đến nghe được hắn nhàn nhạt, nhạt nói thái gia thái gia đừng giết ta a à, thanh âm kia giống như quỷ khóc hồ chính đường ở cửa cảm giác được nhất thời hô ứng nói, thật nhiều. Thật nhiều, giếng thật nhiều quỷ. Hai người phụ sướng lẫn nhau, giống như cô hồn xứng giã quỷ, mọi người không khỏi hoảng sợ. Viên Thái Y thở dài, vị lục gia này không phải người bình thường, chính là lĩnh nam triệu tỉnh sư, lục đệ triệu tước gia, thế gia đệ tử. Năm đó, ta cùng bốn danh y đến đại danh phủ để khám bệnh, liền mang lão huynh này về Thái Y viện, nhiều năm như vậy vẫn luôn chăm sóc hắn. Hồ Chí Liêm trong lòng hãi dị, cùng lão bà nhìn nhau, đồng thanh hỏi, hắn bộ dáng này đã bao lâu? Viên Thái Y bấm ngón tay tính, năm ấy là năm canh ngọ, năm nay là năm kỷ mão, qua năm, đúng lúc vừa tròn 10 năm. Mọi người sắc mặt sầu thảm, thét to, tròn 10 năm. Viên Thái Y thở dài, ngài biết, người này vốn dĩ liền cơm cũng sẽ không ăn, chúng ta cẩn thận chăm sóc, lúc này mới có khởi sắc hiện nay chính hắn có thể xuống giường đi đường cũng có thể mặc quần áo, có khi còn sẽ học tiếng kêu chó mèo. đang nói chuyện cao hứng, hồ thiếu nãi nãi sầu thảm thét chói tai, con ta a, à. mệnh đồ con thật nhiều trông gai. vừa nói vừa lao về phía bức tường, định đập vào tường tự sát. tô dĩnh siêu nhanh tay lẹ mắt, ống tay áo phất ra, đã cuốn bà ta trở về hồ thiêu nãi nãi bước chân mềm nhũn rơi vào vòng tay của tô dĩnh siêu khóc dòng nói ta không muốn sống người để ta chết đi vừa nói vừa đập vào lòng ngực thiếu niên anh tuấn vừa sờ vừa cắn như thể giết cô ấy dường như muốn đâm chết ở trong lòng ngực hắn mới cam tâm tô dĩnh siêu đầy mặt xấu hổ trượng phu người ta ở bên cạnh tình nhân của mình đang cũng đang ở trong phòng quan sát như thế nào có thể cùng nữ tử này ấp ấp ôm ôm lập tức ống tay áo phất một cái, đẩy nàng trở về, lần này lại bay về phía Quyên Nhi. Nào biết vị nữ trưởng môn cửu hoa mơ mơ màng màng, không thay đổi tính tình trước đây, lúc này chỉ nhìn hồ chính đường, cũng không biết hồ gia thiêu nãi nãi đang bay về phía mình, bỗng nghe ầm một tiếng, nàng kia đập vào tường mất siêu. Trưởng môn cửu hoa rất tức giận, chỉ vào thủ lĩnh hoa sơn, nổi giận đùng đùng, tại sao ngươi lại ném người xuống? ngươi còn ngại hồ ra mẫu tử không đủ thảm. Nhân tính của ngươi ở đâu? Tô Dĩnh siêu ho nhẹ một tiếng, cúi đầu uống trà, cố tình không biết. Viên Thái Y ha ha cười nói, các vị đừng lo lắng, vết thương do té ngã và bầm tím là sở trường của tại hạ, đâm 10 lần cũng cứu sống được. Hồ Chí Liêm lại hận lại bực, hận không thể đánh một quyền vào chán hai người Tô Dĩnh Siêu và Viên Thái Y. Hắn lấy tay che mặt, cắn răng nói, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngay cả đại phu các ngươi cũng không trị được, thiên hạ còn có ai có thể giúp đỡ? Viên thái y lấy ra bông thuốc trị thương, bôi thuốc cho hồ thiếu nãi nãi, đừng nóng vội, căn bệnh của hắn khó nói, các ngươi tới thái y viện, đó là tìm lầm người. Mọi người cùng kêu lên nói, tìm lầm người. Viên thái y gật đầu nói, năm đó vì bệnh của lục gia, ta thăm viếng võ lâm môn phái, không động, Võ Đang Ngà Mi, Thiếu Lâm, tất cả đều đi qua. Theo lời kể của các trường lão Giang Hồ, 30 năm trước, triều đình có đối thủ một mắt một còn đã luyện một môn châm thuật tà công, có thể phong tỏa kinh mạch, làm người nháy mắt điên khùng ngu si, lục ra ngoại trừ một vết vết thương nhỏ trên lưng, cũng không có ngoại thương, đầu óc cũng chưa chịu chấn động, không sai biệt lắm với bệnh của lệnh lang. Ta nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đã bị người khác lợi dụng. Lời này nhắc nhở Quỳnh Phương, nàng vỗ tay nói, Hồ Đại Nhân, người còn nhớ rõ lá thư kia không? Hồ Chí Liêm rên gì, vội vàng nói, đúng vậy. Nhưng đừng thật bị người ta làm hại. Mọi người nghĩ đến nội dung của bức thư kỳ lạ, trong lòng đều là dùng mình. Hồ Chí Liêm thấy được hy vọng, đã có người biết môn võ công này, tất nhiên có người có thể giải. Vội nói, Thình Đại Nhân chỉ điểm bến mê, mặc kệ ai có thể giải cứu Tiểu Nhi tại hạ thật mạnh tạ ơn. Viên Thái Y lắc đầu thở dài, việc này có thật có chút khó xử, Tây Thiên Thế Giới cực lạc, người muốn như thế nào tìm người. Mọi người nghe vậy, tất cả đều kinh hãi, sôi nổi hỏi, sao lại nói lời này. Viên Thái Y ảm đạm nói, môn võ thuật này rất tà ác, thiên hạ duy nhất có thể giải, chỉ có thiên tuyệt đại sư thiếu lâm tự. Nhưng ngày 1 tháng 7 năm ấy, ông ấy đã viên tịch. Hồ Chí Liêm bóp cổ tay cắn răng, cái này. Việc này quá khó, hắn quay sang nhìn Tô Dĩnh Siêu, sốt ruột nói, Tô trưởng môn, hoa sơn ngươi có người tập luyện võ công tương tự không? Tô Dĩnh Siêu lắc đầu nói, xin lỗi. Ngọc Thanh Quan sở trường chỉ có kiếm pháp, ta thuật hại người này, chúng ta vẫn chưa tập luyện. Hồ Chí Liêm bóp cổ tay nói, này, xem ra chỉ có đi cầu thiếu lâm tử, ta thỉnh người tìm lão phương trượng linh định nói chuyện hắn có lẽ sẽ giúp được viên thái y lắc đầu nói linh định phương trượng võ công tuy cao kiến thức lại hữu hạn thiên hạ chỉ có thiên tuyệt có thể giải thiên tuyệt sớm đã viên tịch lời này thẳng như dội gáo nước lạnh vào người đang lo lắng chợt nghe quyên nhi sâu kín thở dài hồ chí liêm biết khả năng của cửu hoa sơn vội nói cô nương có chủ ý gì không quyên nhi cười khổ chỉ là muốn nói lại thôi quá đến sau một lúc lâu, thấy nàng lắc lắc đầu, mỉm cười nói, xin lỗi, ta đã quên quy củ triều đình, không nói thì tốt hơn. Hồ Chí Liêm không vui mừng, than dài nói, quên nữ hiệp. Tính mạng của Tiểu Nhi là chuyện vui đùa sao? Mắt thấy Hồ Chí Liêm vẻ mặt bực bội, chỉ lại nhải, Quỳnh Phương bước ra giảng hòa, nói, bây giờ đừng tức giận, chỉ cần biết nguyên nhân bệnh, tất có biện pháp trị liệu. Qua chút thời gian ta sẽ hỏi thăm cho ngài nói không chừng ra biết phương pháp chữa bệnh kỳ diệu nào đó, mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, từng người thảo luận không thôi, quên nhi lại chỉ cúi đầu không nói, tựa như suy nghĩ xuất thần. Nội đường thở ngắn than dài, mặt khổ buồn bã, nhưng bên ngoài lại náo nhiệt, chỉ thấy thái y viện như thực đường, trong viện bầy 10 bàn tròn gỗ đỏ, 58 danh cao thủ đều có mặt đông đủ. Nguyên lai hoàng đế biết được hai bên chiến thành thế hòa, mặt rồng vui mừng khôn xiết, liền ban cho ngự tiệc rượu tịch, để chúng gia hào thủ được dùng một bữa ngon miệng. Chỉ là nha dịch nhân thủ không đủ, lại không khỏi phiền đến mấy đệ tử trẻ tuổi đi thu xếp khắp nơi. Lẩu than bốc khói nghi ngút, món thịt dê thảo dược đầy đủ thịt và xương cực kỳ bổ dưỡng. Nghe thấy một giọng nói hét lên, thêm, canh, Trần Đắc Phúc cầm một ấm trà lớn, hỏi xung quanh. Điểm thương môn nhân đề thanh hô ứng, thêm thịt. Dược bổ không bằng thực bổ, võ nhân tin nhất các loại đồ bổ, bình thường tự luyện đan chế dược, cầu công lực tăng nhiều. Chỉ là cũng không nghe nói ai ăn thành thiên hạ đệ nhất. Ngược lại, những ngoại hiệu xích diện sử quân, hoàng bì tôn giả, thanh kiểm biên bức lần lượt được đặt ra. Nhìn miếng thịt tươi được xào với hành gừng tỏi, hương khí bốn phía, lại lấy các dược liệu hồ ma tử, ngũ vị hương, bát giác, đương quy, đảng sâm hoàng kỳ nấu đại bổ thần đan ở phía trước đúng là thái y tỉ mỉ điều phối dược thiện có bệnh thì rụt rè nhưng không có bệnh thì thân thì khỏe mạnh chúng ra cao thủ một lòng muốn tăng công lực tất nhiên là cuống quýt đoạt lấy dù nước canh rất nhiều nhưng sợ chậm nửa bước vào giờ ăn tối dược thiện khiến người manh động chỉ có món trò của trần đắc phúc để lên mặt ấm nước muốn động cũng không động đậy mắt thấy nước canh đã hết chỉ có thể ai thán vài tiếng, đi ra ngoài sân đun canh uống nước, trong chốc lát lại đến hầu hạ mọi người. Đắc Phúc, Đắc Phúc, không thành được cao thủ được Phúc, Trần Đắc Phúc nằm trên mặt đất, lười biếng thổi lửa, khóe mắt lại nhìn nơi xa Hoàng Cung. Lên núi 12 năm, võ công luyện không tốt, kiếm pháp không có căn đế, không chấp nhận số mệnh thì có thể làm sao? Hắn dẫn mấy đệ tử nằm xuống đất, mọi người tay cầm quạt hương bồ, bộ dáng lười nhác, từng người nói chuyện phiếm. Nơi đây cách thừa thiên môn không xa, nằm sắp xuống đất nhìn về nơi xa, mấy trăm đôi giày tới tới lui lui, đường đi hảo sinh náo nhiệt, không thẹn là dưới chân thiên tử, nhân vật lui tới dưới chân đều đẹp đẽ quý giá, nữ là sĩ nữ, nam là nhân vật nổi tiếng, tuyệt phi giày rơm rách nát ở nông thôn có thể so. Một đôi giày gấm thêu hoa đi trước mặt hắn, đầu giày vàng nhạt, mắt cá chân vô cùng tinh tế, Trần Đắc Phúc hì hì cười, sắc tâm nổi lên, liều mạng đến xem chân nhỏ, đáng tiếc mờ u bàn chân trắng như tuyết lại bị tất che khuất, lại không thấy được. Trần Đắc Phúc con mắt xanh mãnh, tất nhiên là ngắm đến thông khoái, hắn muốn xem bộ dáng nữ hải nhi, dương mắt đi xem, thấy một mỹ nữ ngoái đầu nhìn lại chính mình, ánh mắt nàng pha chút vui đùa, lại là quyên trưởng môn. Trần Đắc Phúc đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn cái gì không nhìn lại nhìn chân nhỏ của cao thủ võ công không bị người ta đánh chết là tốt rồi hắn liếm môi líu lưỡi cười gượng nói quyên trưởng môn không ăn thịt dê sao nữ lang kia đúng là quyên nhi cũng không biết tâm tư trần đắc phúc chỉ nhìn vào đôi chân nhỏ nhắn của mình quyên nhi ngồi xổm xuống đất lại cười nói vất vả rồi hầu hạ mọi người như vậy trần đắc phúc luyện kiếm không thành luyện võ không được, nhưng lại giỏi việc quản lý, vội nói, không hề gì, không hề gì, có thể hầu hạ các gia huynh đệ. Không có gì trở ngại. Chữ đệ vang lên thật dài, đã hồn phi phách tán. Thì ra quên nhi đã ngồi xổm xuống, hơi nghiêng cổ áo phía trên về phía trước, tặc nhãn chỉ cần nổi lên lá gan, có thể nhìn thấy da thịt trong suốt trước ngực. Trần Đắc Phúc nhắm mắt lại, trong lòng mãnh niệm A-di-đà Phật, muốn nhìn không dám không xem không cam lòng, chính mê phách nhiếp phách, nóng lòng muốn dương mắt xem, đột nhiên nghe khụ một tiếng, một thanh âm cười ngâm nga, đắc phúc, thật là khổ ngươi. Lát sẽ kêu dĩnh siêu trưởng môn thường cho ngươi. Không cần phải nhìn cũng biết là ai, một chiếc quạt xếp trước mặt, trên đó có viết chữ Tử Vân Hiên, trưởng môn tương lai của Hoa Sơn Giá Lâm. Nhìn nàng mặc nam trang, ngồi xồm trên mặt đất, cổ áo thân trên cũng khá hở chỉ là trần đắc phúc không có đâu ra gan hùm mật gấu đôi mắt nhìn chằm chằm bếp lò cười gượng nói bổn phận mà thôi thiếu các chủ thẹn chết tiểu nhân rồi quỳnh phương thu hồi quạt xếp gõ lên chán hắn cười nói làm tốt bổn phận của ngươi phi lễ chớ coi đừng ném đi mặt mũi sư môn trần đắc phúc khuôn mặt trướng đến sưng lên tuy đã bị nhiễm than đen nhưng vẫn đỏ bừng mắt thấy quên nhi hãy còn khó hiểu Quỳnh Phương nắm lấy tay nàng, cùng đứng lên, cười nói, bên trong tất cả đều là đại nam nhân, đừng gây sự với họ, chúng ta đi dạo trên đường. Hai đại nương nương đi xa, Trần Đắc Phúc tự nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đang sống sờ sờ bị đánh chết. Hắn cầm lấy quạt hương bồ, lười biếng quạt vài cái, lòng tràn đầy tà niệm, lại hướng trên đường nhìn lại xem có món hơi nào không một chiếc giày thêu khác đi đến trước mặt, nhưng chiếc giày này có phần trên rộng, rất phình, Trần Đắc Phúc khóe miệng nụ cười dâm đãng thầm nghĩ, chân phì người tất phì, 89 phần 10, nàng này tất là mập mạp. Nghĩ nghĩ, nghiêng mắt hướng lên trên vừa thấy, quả nhiên một nữ tử cường tráng đang đi qua cửa thái y viện, theo sau là vài tên nha viện gia đình, đoán chừng là thê thiếp quan lại. Trần Đắc Phúc ha ha cười, thầm nghĩ, chúng nhìn ánh mắt này của ta, thật là luyện trí kiếm. Sau khi nàng kia đi qua, một đôi giày rơm thuần tịnh lại xuất hiện. Lúc này chính là đại hàn vào đông, thân xuyên giày rơm người nếu không phải tăng lữ, tất là người khốn cùng. Quả nhiên, chỉ thấy một người xanh sao vàng vọt, giống như thư sinh nghèo khổ, một đường gión ra gión rén đi đến góc đường. Trong vòng chưa đầy một nén hương, đã có hàng chục người tới tới lui lui hoặc xuyên quân ủng hoặc dày vải, chỉ là hơn phân nửa chất liệu hoa lệ, nghĩ đến kinh thành giàu có và đông đúc, người phú quý nhiều hơn người nghèo. Trần Đắc Phúc thổi lửa, nhìn thấy một đôi ủng đen, nghĩ là nhân vật quan trường, nghiêm mục xem, quả nhiên là nha dịch thái y viện, nghĩ đến là làm việc tại đây thay phiên thay ca. Trần Đắc Phúc ngáp một cái, nhàm chán chạm vạng, nước canh rốt cuộc sôi sùng sục. Hắn duỗi người, chuẩn bị đứng dậy lúc này một đôi giày khác đi tới mang một đôi chân to cách mình chỉ bảy thước áng quý nhân giày mặt sáng bóng phát sáng chiếu người vừa nhìn liền biết thân phận người khốn đốn đầu giày đánh đinh bên ngoài rách nát cũng là liếc mắt một cái liền biết trong túi thiếu tiền chỉ là nói cũng kỳ quái đôi giày này lại làm người đoán không ra lai lịch đôi giày có màu xám vàng trước hẹp sau rộng có chút giống quân ủng nhưng chất liệu lại không phải thuộc da dê bò, màu sắc hình dạng càng không giống giày vải giày dơm, không biết là thứ gì làm thành. Hôm nay một đường xem ra, tuy thấy trăm đôi giày, lại chưa thấy qua bậc này hình khoản. Trần Đắc Phúc hơi kinh ngạc, tự nhiên nhìn thêm lần nữa. Đột nhiên ở gót chân xuất hiện những đốm vàng lốm đốm, nhìn không được khiến hắn chừng lớn mắt. Đây là một đôi giày sắt, sắt thép sở chế đại ung. Trần Đắc Phúc mở to miệng hoang mang rối loạn đứng dậy, lộ ra hàng răng vàng khè trên dưới, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi giày sắt. Tuy rằng chỉ có thấy bóng dáng, nhưng cảm giác đầu tiên là người kia rất cao, cao hơn chính mình ít nhất hai cái đầu. 6. chương 3 cái ác đến nhân gian, hồi 2. Kết thúc chương 3. Khi Trần Đắc Phúc 9 tuổi lên Hoa Sơn, đã đo chiều cao, khi đó hắn chỉ cao hơn 4 thước một chút sau đó vẫn đo hàng năm đến 18 tuổi mới thôi. Mặc dù 6 năm qua chưa từng đo chiều cao, nhưng hắn ngày đêm đi ra đi vào cửa, không khỏi nhìn mình trong tấm gương đồng ở cửa. Chiếc gương đồng ước chừng một trượng hai thước, trên gương có một vết nứt, nghe nói là bị thiên ẩn đạo nhân đánh, không nghiêng không lệch, không nhiều không ít, cách mặt đất bảy thước, vừa vặn cao hơn Trần Đắc Phúc một chút, Trần Đắc Phúc biết rõ chiều cao của mình, thân hình nhẹ nhàng sáu thước chín. Người bình thường được coi là thấp nếu dưới 6 thước, 8 thước trở lên là cao, Trần Đắc Phúc không cao cũng không thấp, hắn là một người bình thường. Nhưng bóng dáng hắc y kia thật sự quá cao, Trần Đắc Phúc phải ngẩng đầu ngước mắt, cho đến khi cổ đau nhức mới có thể nhìn rõ người kia, hắn tính ra được người nọ ít nhất so với mình cao hơn hai cái đầu, hắn chắc phải cao hơn 9 thước. 9 thước, triều đình võ tướng sử dụng thiết kim đao nặng, đều có sức trâu hơn người. Mảnh tướng phần lớn đều cao tám thước. Mà cao hơn tám thước đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Lúc trạng vảng, ánh nắng chiều chiếu giỏi, người nọ hai vai rộng lớn như núi, cánh tay thô tráng như trụ, thân ảnh uy vũ như thiên thần hạ phàm. Trần Đắc Phúc lòng đầy tò mò, hắn muốn nhìn diện mạo người kia, có uy nghiêm như vậy không? Như thể nghe thấy sự mong đợi trong lòng của chính mình, hắc y nhân chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt nhìn mình mà Trần Đắc Phúc cũng bởi vì cái liếc mắt này mà hoảng loạn lui ra phía sau, suýt nữa thét chói tay ra tiếng. Không có mặt, hắc y nhân ngụy trang, mặt mũi ngũ quan ẩn sau chiếc mặt nạ đen. Toàn thân hắc y, trên đầu đội chiếc mũ trùm đầu màu đen, không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một đôi mắt sáng. Đen đặc, ngăm đen, ngay cả mày rậm uy phong lẫm lẫm, tất cả cũng đều là đen. Hắc nhân như trọn sai canh giờ quê phá ác quỷ vốn nên là đêm khuya ác linh lui tới, nhưng hắn lại chọn cách lộ mặt vào lúc trạng vạng này, giống như hóa trang tang phục, thậm chí làm xáo trộn niềm vui của năm mới sắp đến. Trần Đắc Phúc thật sự quá mức kinh ngạc, hắn dụi mắt để chắc chắn mình có bị hoa mắt hay thực sự đang nhìn thấy ma quỷ. Không có nhìn lầm, cũng không có hoa mắt, bởi vì người trên đường bắt đầu bàn tán, mọi người đều nhìn thấy hắn. Hắc uy nhân kia bước vào thái y viện, sau đó dừng lại ở cửa trần đắc phúc nhe răng trợn mắt không biết người này có ý đồ gì hắn là tới khám bệnh sao nhưng tại sao hắn lại che mặt hay hắn tới để đưa thuốc vậy tại sao lại ăn mặc thành bộ dáng ác quỷ trong ánh mắt kinh ngạc của người đi đường hắc y nhân nhìn lên phía chân trời chậm rãi sơ bàn tay phải to như quạt hương bồ hoàng hôn đang chiếu về phía tây trần đắc phúc chăm chú nhìn thứ người nọ năm trong tay chỉ là một chén trà nhìn bộ dáng của hắn giống như mời ông trời uống rượu rốt cuộc muốn làm gì trần đắc phúc lòng tràn đầy mê hoặc còn đang suy đoán dụng ý của hắc y nhân bỗng nghe một tiếng giòn vang các mảnh xứ rơi đầy đất chén trà đã vỡ thành từng mảnh lại đã bị hắc y nhân bóp nát giữa tiếng vang vang một đạo hắc ảnh phóng lên cao hắc y nhân như đại bàng dương cánh đá chân phải lên dơ cao quá đầu rồi đập thẳng phá vỡ tấm biển hắc y viện. Một tiếng nổ lớn vang lên, ba hắc ảnh rơi xuống, ở giữa là bóng người, hai bên là một tấm ván gỗ gãy, bên trái là chữ thái, bên phải là chữ viện, ở giữa là chữ y, ở sớm thành vụn gỗ dập nát, không thể ghép lại được nữa. Đây quả thực không phải người, cổng thái y viện rất cao tấm biển cách mặt đất ít nhất hai trường, nhưng người áo đen kia không có một tấc chạy lấy đà chỉ phát lực tại chỗ, liền như trùng thiên pháo bay về phía cạnh cửa, trước đá đỉnh, dễ dàng liền đá phá tấm biển. Thần thủ kinh người như thế, khiến Trần Đắc Phúc sợ hãi nhe răng trợn mắt, toàn thân run dày. Hắc y nhân cởi bỏ bội kiếm bên hông, chậm rãi treo lên phía sau lưng, bắt đầu tiến về phía trước. Trần Đắc Phúc a à a à hoảng sợ, hắn kinh hoàng sợ hãi, sợ hãi mà thức tỉnh, nhanh chóng nhận ra tình cảnh không tốt vội vàng núp sau bếp lò, lập tức cùng năm sáu đệ tử điểm thương ôm nhau phát run. Mọi người trơ mắt nhìn hắc y nhân bước vào thái y viện, không một người dám phát ra tiếng cảnh báo. Kéo kẹt, chiếc ấm sắt trước mặt đã sôi sùng sục, ấm trà nóng dường như đang phát ra tiếng cười to, đang trào phúng đám người trần đắc phúc khiếp đảm yếu đuối, nó phun ra hỏa khí, như kèn chiến địa hướng trời giận gào. Nước sôi, lửa cháy, khôi tinh chiến ngũ quan thực sự. Sắp bắt đầu, thời điểm phát sinh sự việc, Thái Y Viện có bao nhiêu người? Theo ước tính của Cao Thiên Uy sau khi điểm danh, bên trong cửa có tổng cộng 64 người, bao gồm cả Quỳnh Phương và Quyên Nhi đến sau. Trừ bỏ nha dịch, Thái Y, Triều Quan, tất cả còn lại đều là nhân vật võ lâm. Những hào thủ này thuộc các môn phái khác nhau, bao gồm 6 đại môn phái điểm thương, cửu hoa, Ngọc Thanh, Sơn Đông Thần Đao Môn, Hà Bắc Trúc Thiết Thương và Vân Tử Hiên. Tính cả ngũ đại bang Mạc Bắc, ở đây tổng cộng có 11 môn hồ. Thái Viện là nha môn triều đình, chia làm tam tiến kiến trúc, lối vào đầu tiên đương nhiên là cánh cổng màu son, bên trong cánh cử là khoảng đất nền đá xanh bản. Lúc ấy có 58 người ngồi quanh đống lửa uống rượu. Sắp xếp 9 bàn, ngồi ở bàn chính là đám người hải xuyên tử, ngọc xuyên tử, Xích Xuyên Tử, Tống Thông Minh, Hô Lâm Đặc Hãn, Vô Giã Minh Ngọc. Phàm là tướng sĩ và tù lĩnh lên đài đều dùng bữa tại bàn chính này. Còn lại tám bàn ở các góc trong viện, khách nhân tuy nhiều, nhưng nơi này sân rộng lớn, lại cũng không có vẻ chen chúc Lối vào thứ hai là Nha Môn, cũng là nơi ngày thường thái y viện khám bệnh. Nơi này cách cổng vào đầu tiên cách xa nhau 20 trường, được nối với nhau bằng một hành lang dài lúc ấy chiết nhị đan đang ở nội đường cùng một ngự y am hiểu ngôn ngữ mông cổ tán gẫu có hai nhà dịch sai việc bên cạnh lối vào thứ ba là nội đường cất chứa dược liệu quý báu tên là huệ dân dược cục lúc đó quỳnh phương và quyên nhi rời đi trước trong nội đường chỉ còn lại một số người hai người là một cặp vợ chồng một là thái y một là hài đồng bốn người tay trói gà không chặt nhưng còn có tô dĩnh siêu lối vào này như tường đồng vách sắt trần đắc phúc là người đầu tiên nhìn thấy bóng dáng người nhưng người đầu tiên đụng phải hắc y nhân chính là người xui xẻo này khi tấm biển rơi xuống xích xuyên tử đứng dậy khỏi bàn chính đi ra cửa lớn đang muốn tìm chỗ đi tiểu điểm thương thất hùng trưởng môn là đại sư huynh hải xuyên tử hôm nay lên đài là tam sư huynh ngọc xuyên tử vị xích xuyên tử đang đứng dậy đi tiểu vừa vặn đứng giữa đứng hàng thứ hai chỉ là ai am hiểu chuyện Tây Nam đều biết, kỳ thật xích xuyên từ là nhân vật xuất sắc, võ công phía trên trưởng môn. Chỉ là võ công có cao, phàm nhân tuổi lớn, sức khỏe vẫn có chốt vấn đề, vị cao thủ điểm thương này những năm gần đây mắc chứng đi tiểu thường xuyên, ngày thường đi ra khỏi cửa uống rất ít nước, nhưng yến hội lại là thịt dê tiên canh, lại là ngự tứ rượu ngon, lại khó có thể ăn kiêng, hơn nữa ngồi cùng bàn anh hùng đầy miệng nịnh hót mông ngựa theo một chén rượu đưa lên, khiến hắn cảm thấy bụng no đầy chất lòng. Cũng là uống quá nhiều, xích xuyên tử phải mượn cớ rời bàn, tìm nơi góc tường không người thoải mái một phen. Cũng là như thế, khi tấm biển rơi xuống, suýt đập trúng xích xuyên tử, cũng khiến hắn thấy được một bức tường. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng không có men say nhưng trước cửa lại xuất hiện một bức tường cao. Xích xuyên tử đầy mặt buồn bực, nhìn chăm chú bức tường đen chắc nịch không đến ba tấc trước mắt. Bức tường bị che bằng vải đen, trông lại rắn chắc rộng lớn, cơ hồ chặn tầm mắt mình. Xích xuyên tử nhìn tấm biển bị nứt thành hai mảnh trên mặt đất, trong phút chốc tỉnh giác, trước mắt không phải một bức tường mà là một cường nhân chân chính. Xích xuyên tử đã ngoài 60, đã có 40 năm tung hoành giang hồ, tuy kinh ngạc nhưng cũng trong nháy mắt ninh định. Hắn bay ngược lại ba thước, đánh giá thân hình cao cường không phải tường cao đó là một cự hán khổng lồ trông giống như một vị thần giữ cửa vai rộng thân hình cao lớn đầu đội mũ sắt đen sau lưng còn có một con đao sắc bén ngoại trừ đôi con ngươi thần quang trầm tĩnh người này không muốn lộ ra bất cứ điều gì không hề nghi ngờ hắc y nhân tất nhiên đầy cõi lòng địch ý đối đầu kẻ địch mạnh xích xuyên từ không mốc đến mức đến vấn an hắn hắc nhấc bảo kiếm, lộ ra thân pháp phòng ngự. Sau đó, lầy thân phận tiền bối giang hồ quát hỏi, ngươi. Là đang làm gì? Hắc nhân đá phá tấm biển, tất có dụng ý nào đó, xích xuyên tử đương nhiên muốn hiểu. Chỉ là người này không có đáp lời, cũng không có động thủ, hắc y nhân cường tráng hơn người không nói một lời. Hắn cúi đầu liếc nhìn lão nhân điểm thương thấp hơn hắn một cái đầu, ánh mắt cực kỳ bình đạm. Ngươi, chẳng lẽ không biết, xích xuyên từ khóe miệng cười lạnh, duỗi tay chụp vào ngực người nọ, đã gặp phải đại họa sao? Lời này một chút không giả, bởi vì 58 danh hào thủ có mặt đã một nửa đứng dậy, 116 con mắt đều nhìn về phía cửa, ánh mắt mỗi người ngạc nhiên, nhưng trong mắt cũng chỉ có kinh ngạc, không một con mắt nào tỏ ra sợ hãi, một xu một cắc đều không có. Hắc kinh nhân vẫn đứng lặng ở cổng, đôi mắt sáng ngời không lộ ra hỉ nổ, quay lại hắn nhàn nhạt nhìn 116 con mắt. Ánh mắt hắn cũng không mảy may sợ hãi, tựa như trước mặt là một quảng trường bằng phẳng không người. Ngươi, bước nhầm vào quỷ môn. Phải, xích xuyên tử chỉ xuống đất, tức giận, quỳ, hạ, tạ, tội. Quỳ xuống tạ tội, gần từng chữ một, khàn cả giọng, Khuyên bảo như vậy cũng không tính quá mức đối phương đá phá tấm biển thái y viện, cố ý khiêu khích, quỳ xuống cầu xin tha thứ đã là tiện nghi cho hắn so với đương trường rút kiếm giết hắn, hoặc bị hàng chục người đánh chết. Hắc y nhân vẫn không có đáp lời, cũng không quỳ xuống, hắn mặt hướng xích xuyên tử, cất bước về phía trước. Võ công của xích xuyên tử không phải hời hợt, đặc biệt rút kiếm cực nhanh còn ở phía trên trường môn, hắn thấy hắc y nhân cất bước đi tới, tức thì món cây tay trái hướng về phía trước nhẹ đẩy, mở chuôi kiếm, cuồng tiêu nói, thiên đường có đường. Người không đi, địa ngục không cửa, tây nam đệ nhất rút kiếm pháp dùng ra, đưa tay phải xuống, ấn vào chuôi kiếm, hét to nói, người xông tới. Xoát, bốn thước thanh phong ra khỏi vỏ, hắc y nhân khẽ gật đầu, đùi phải thô tráng đã nâng lên, chuẩn bị đá ra. Nói đến kiếm pháp cao cường, xích xuyên tử không phải thiên hạ đệ nhất, thậm chí không được liệt vào đệ thập thiên hạ. Nhưng muốn nói đến rốt kiếm kỹ thì vị cao thủ điểm thương này lại rất có môn đào. Người này rốt kiếm cực nhanh, hiếm có thiên hạ, không chỉ dựa vào sức mạnh của cổ tay mà còn dựa vào vỏ kiếm đặc chế sư môn mật truyền. Chỉ cần ngón cái tay trái búng nhẹ, lò xo so cơ học sẽ được phát động, không cần tay phải rút kiếm, trường kiếm cũng có thể rời vỏ dựa vào tay rút kiếm mật kỹ này điểm thương thất hùng mới có thể hành tẩu giang hồ có được chỗ đứng trong võ lâm cao thủ điểm thương cầm trường kiếm lên cười ha ha bốn thước kiếm quang lóng lánh nghe thấy hắn vung kiếm gầm lên giận dữ đổ mốc xem chiêu kiếm quang lòe ra hắc y nhân chân phải cũng đã dơ lên cao đột nhiên thân ảnh chớp động người nọ bắt đầu bay nhanh lùi lại thế nhưng lùi bước xích xuyên từ lơ lửng giữa không trung ngửa mặt lên trời cười lớn nhìn hắc y nhân làm bộ làm tịch cuối cùng còn không phải khiếp sợ uy danh hiền hách của mình thân hình hắc y nhân càng ngày càng nhỏ càng ngày càng xa thân ảnh càng thêm mơ hồ không rõ xích xuyên từ còn đang cười đang định uống rượu lần nữa chợt nghe len keng một tiếng vang lớn chuyển đến thân thể hắc y nhân đổ ngược lại thành đầu dưới chân trên xích xuyên từ đầy mặt kinh ngạc không hiểu tại sao bỗng nhiên lưng hắn nóng bừng lên nghe tiếng kinh hô xích xuyên đạo trưởng ngươi ổn không vị cao thủ điểm thương này làm đổ nồi lầu chạm vào nát bàn chén lăn vào đám đông trong miệng máu tươi ứa ra lại còn cười to không ngừng hàng chục đôi tay chặn nửa đường cản lại đều muốn giữ chặt hắn lại không một bàn tay kéo được hắc nhân đá chân phải cao qua vai hãy còn ở giữa không trung tình hình đột nhiên trở nên tồi tệ hơn toàn trường khách khứa vốn vung quyền kính rượu lúc này đều đã lặng ngắt như tờ ngay cả nhân vật gây cười như phì cân quái bản tính quái đều đã dừng chén rượu với bối phận giang hồ của xích xuyên tử lại ngăn không được một đá mọi người hoặc kinh ngạc hoặc tò mò ánh mắt đều đã nhìn về phía cửa hắc nhân hạ chân phải xuống vỗ nhẹ vết bẩn trên quần đen rồi lại bước vào sân có vài âm thanh vang lên mấy chén rượu trên bàn chính bị đập xuống đất, thoáng chốc bốn bóng người cao lớn cường tráng đứng dậy, bàn tròn ghế gỗ bị đẩy ra xa. Bằng hữu đứng lại. Một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên. Hắc y nhân dừng bước lại, đứng trước mặt hắn là một đại hồ, đã chặn đường đi. Người này bên hông treo tường ưng bảo đao, hai tay khoanh trước ngực, đứng nghiêng trước mặt, ánh mắt có chút sát khí, lạnh lùng đánh giá hắc y nhân trước mắt người này thân xuyên khôi giáp, cao ngang bằng hắc y nhân, hai vai rắn chắc, cũng rộng lớn như hắc y nhân. Trừng mắt dựng mục nói lên thân phận hắn, vị này chính là con người sắt đá lực chiến tam đại cao thủ mông cổ, sơn đông thần đao thiếu chủ, thiên hùng tống thông minh. Cự hán giảng co, quảng trường ba đạo hắc ảnh vụt ra, vô thanh vô tức vây quanh, bên trái là kim sát khâm, bên phải là hô lâm đặc hãn, sau lưng là tông trạch tư ba hùng hổ sư báo bốn thú bao kẹp hắc y nhân đã như chó hoang tứ cố vô thân tống thông minh tuy xuất thân tập tước thế ra nhưng hắn từ nhỏ hiếu chiến thích đầu đường hỗn chiến chuyên cùng du côn thái bảo xé đánh thấy hắc y nhân xông thẳng vào cửa cũng không cảm thấy giật mình ngược lại kích phát ngạo tính niên thiếu khinh cuồng tống thiếu chủ khẽ giơ bàn tay phải ra hiệu cho mọi người lùi lại hắn muốn tự lực giải quyết cuồng đồ trước mắt huynh đệ, tống thông minh lắc lắc bờ vai rộng lớn của mình, sau đó tiến lên một bước, cùng hắc y nhân đối diện đứng thẳng. Hắn vẫy nhẹ tay phải, vỗ nhẹ vào ngực đối phương, khinh miệt mà cười, lão tử thao. Mẹ ngươi, câu đầu tiên là lời ác độc khinh miệt nhất, là giọng điệu khiêu khích ác chiến bên đường, một ngọn lửa không rõ sẽ bùng lên, hai bên có thể kết hảo huyết hải thâm thù trăm năm nan dài. Tống thông minh cuồng vọng khiêu khích, hắc y nhân lại chưa mở miệng chửi, như thể hắn bị câm điếc, hoặc là người nước ngoài nghe không hiểu được người khác vấn an mẫu thân. Tống thông minh lạnh lùng cười, duỗi tay chụp vào vạt áo đối phương, hắc y nhân cũng chậm rãi dò ra tay trái, nghênh hướng tay phải của tống thông minh. Trong khoảnh khắc, hai người nắm tay nhau, mỗi người giơ tay giữ không chung. Tống thông minh chế nhạo nói, tôn tử bất hiếu, người muốn so tay sao? Hắc y nhân ánh mắt như băng, vẫn chưa đáp lời, ngón tay lại bắt đầu siết chặt phát lực, tống thông minh cười lạnh, thần đao thiếu chủ qua tuổi 30, chiến trường dùng lực vạn quân, giang hồ cuồng chiến quần hùng, chưa bao giờ sợ ai. Nháy mắt cũng đã phát ra hùng hồn nội kinh. Sức châu đại chiến bắt đầu, hắc y nhân đối mặt với tống thông minh, tay trái đối hữu trưởng, 10 ngón dao nắm rằng co, tỉ thí lực cổ tay bậc này, người thân cao tất chiếm ưu thế. Tống thông minh hình thể to lớn, chiều cao bằng với hắc y nhân kia, ai cũng chưa chiếm tiện nghi. Giữa hơi thở, bỗng nghe thần đao thiếu chủ lạnh giọng hét to, thần đao kính. Cảnh tượng trước mắt lại dứt khoát, hắn muốn bẻ gãy cổ tay phải của hắc y nhân, sau đó muốn giao vị khách không mời mà đến này cho điểm thương xử lý, cũng để cho xích xuyên đạo trường chút oán khí. Đích truyền tâm pháp phát ra, công lực rót hạ, tuy trên người có chút nội thương nhưng không cản trở việc sử dụng thần đao kính, huống chi bên cạnh cường viện vô số, căn bản không cần lưu lại dư lực. Thần đao kính bạo khởi, hắc y nhân rút tay về phía sau, đây là điểm báo thất bại. Tống thông minh cười lớn, lạnh giọng lại hét lên, thần đao kính. Thoáng chốc lại là một cổ cường hãn nội kình phát ra, quái lực ép chặt, cổ tay hắc y nhân lại rút ra sau, người này nếu không khuyệu gối giảm bớt lực, cổ tay tất sẽ bị gãy. Tống thông minh hắc hắc cười lạnh, trước mắt người này càng là ngạo mạn vô lễ, hắn càng phải muốn làm nhục, không khiến hắc y nhân hai đầu gối quỷ xuống đất, tuyệt không cam lòng. Thần đao kính, bạo tiếng hô ba lần, hắn đẩy cổ tay về phía trước, đối phương vẫn chưa theo tiếng quỷ xuống, hắc y nhân ánh mắt bình đạm, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn muốn phản kích. Hắc nhân tay trái bắt đầu đẩy mạnh, một tấc một tấc, lực hồi rời non lấp biển truyền tới. Chóp mũi của Tống Thông Minh hiện tia giận dữ, hắn nghiến răng nghiến lợi, thoáng chốc ngửa mặt lên trời gầm lên, thần đau kính. Đây là một lần điên cuồng gào thét cuối cùng, đột nhiên đầu gối của hắn cong lên, phát ra một tiếng vang giòn, hai đầu gối thiếu chủ cong xuống phía dưới một tấc. Sức mạnh cổ tay của người này vượt xa sự tưởng tượng, Tống Thông Minh vừa kinh hãi vừa tức giận, điên cuồng hét lên liên tục, Phong ba gào rít giận dữ che khuất tiếng vang đầu gối, chỉ là hắn tuy rằng giống đến khàn cả giọng, nhưng thế hạ của đầu gối không hề giảm, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cong, cổ tay đau nhức sắp gãy, đã bị sức trâu toàn diện chế áp. Thần đao thiếu chủ thừa kế tước vị, tống thông minh có thể bại, có thể chết, nhưng hai đầu gối trăm triệu không thể chạm đất. Tống thông minh toát mồ hôi lạnh, bất chấp thể diện, đành phải nhanh chóng giơ tay trái lên đỡ cổ tay phải hy vọng dùng hai tay có thể chống đỡ được tình thế chống được đầu gối nhưng xương sống sao lại thế này vì sao càng ngày càng cong thân mình càng ngày càng nghiêng chính mình sẽ bị gãy làm đôi bỗng nghe một tiếng gào to bên sân có người tới cứu viện một bàn tay to chụp vào mặt hắc y nhân đó là thứ phong mông cổ kim sát khâm hảo thủ duy nhất không bị thương vị anh hùng thành danh Bắc Quốc đến cứu viện giữa tiếng hổ gầm, mòi độc đại hạt vương xuất hiện, đã cùng hữu trưởng của hắc y nhân rằng co. Kim sát khâm võ công cao cường, tính liệt như hỏa, hắn không chỉ thuận tay trái mà sinh ra đã có dị bẩm lực tay trái gấp 5 lần tay phải, lúc này mới có danh độc thích. Nghe hắn tiếng hô như sấm, hết sức khiếp người, nghĩ tới có người này viện thủ, tống thông minh nhất định có thể về thế hòa, tránh được kiếp nạn phải quỷ xuống đất ba đại hán lấy lực so lực, người đàn ông mặc đồ đen, hắc y nhân một tả một hữu mỗi tay trông đỡ một người, chỉ thấy năm ngón tay trái hắn co chặt, chặt chẽ chế trụ hữu trường của thần đao thiếu chủ, tay phải toàn lực kháng độc thích mãnh lực của đại hạt vương. Tống thông minh được được viện thủ, thân mình dần dần thẳng lên, ngay lúc đang chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực khôi phục lại tình thế, đột nhiên thấy hai mắt hắc y nhân hiện lên ánh lửa, vô thanh vô tức rắc một tiếng giòn vang truyền đến, tống thông minh kêu thảm thiết một tiếng, lại một lần nữa đầu gối trầm xuống, kim sát khâm nửa người trên cũng không nghe theo, dần dần ngửa ra sau. Cho đến lúc này, mọi người mới kinh giác võ công hắc y nhân cực cao, tuyệt phi đơn đả độc đấu có khả năng ngăn cản. Bên sân lại truyền đến một tiếng gầm lên, tông trạch tư ba không đành lòng người cùng thế hệ chịu nhục, điên cuồng hét lên một tiếng, tổng đà khai bình song đao hội đã xuất ra tuyệt sống, thoáng chốc thân mình như viên cầu xoay tròn bay lên, song đao cùng ra, giết thẳng đỉnh đầu hắc y nhân. Thấy hắc y nhân không thể thoát ra được, tả hữu hai tay cùng một con trâu mạnh chiến đấu, vô pháp né tránh thế công song đao xoay tròn, nói đến chính là tử lộ. Liền vào giờ phút này, hắc y quái khách nghiêng người về phía trước, hai tay quay cuồng, rắc, rắc rắc hai tiếng giòn vang truyền ra, Tống Kim hai người cao giọng thảm gào, cổ tay bị vặn đến chật khớp, đi theo hắc ảnh chớp động, hắc y nhân bổ nhào nhảy ra, gót chân vẽ thành hình vòng cung, một tiếng trọng vang truyền ra, trước mắt tông trạch tư ba tối sầm, lưng đã bị trúng đòn hiểm, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Tống thông minh và kim sát khâm miệng sùi bọt mép, ba người đều ngã xuống đất bất tỉnh. hắc y nhân thả tay ra, vỗ nhẹ vạt áo rồi lại bước về phía trước cường địch đi vào, hô lâm đặc hãn và vô giã minh vương nhìn nhau, hai người tự biết không địch lại, cuống quyết thối lui về sau, đám người ngọc xuyên tử, xích xuyên tử vây quanh trưởng môn, chạy trốn khỏi cửa, còn lại phì cân quái, bản tính quái cũng cuống quyết né tránh, mọi người khớp hàm run rẩy đều lập cập run rẩy Lối vào đầu tiên các cao thủ đã bị đánh bại hoàn toàn. Mạnh yếu quá mức cách xa, hắc y nhân giống như hổ nhập dương đàn, hơn 50 người uống rượu quanh đống lửa đều kinh sợ, thế nhưng không một người dám động. Ngay cả một hổ hán như Tống Thông Minh cũng đã ngã xuống, ai dám chăn hắn một kích. Ta dám chắn, tên của ta là Chết Nhĩ Đan. Tiếng tấm biển rơi xuống đất và tiếng đánh nhau không ngừng nghỉ, kinh động trong nha môn nha dịch thái y, tai nghe đệ tử cuống quýt nhảy vào hồi báo, mông cổ đệ nhất cao thủ đi tới hành lang dài phía cuối. Hắn khoanh tay, cách hoa viên tuyết trắng, mắt lạnh nhìn thế cục bên ngoài. Đầu hành lang bên kia có động tĩnh, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, hắc ảnh hiện thân. Đó là quái khách vô danh. Từ đầu này đến đầu kia, cách nhau 200 thước, hai đại cao thủ cách hành lang dài 20 trượng, chăm chú nhìn nhau. Tuy rằng không biết người đến là ai, càng khó hiểu dụng ý người này, bất quá hắc y nhân chỉ có một con đường có thể đi. Chiết nhĩ đan chỉ đường, hắn không nói gì, chỉ giơ tay chĩa về phía kẻ địch, ý bảo đối phương lui về. Đối thủ không để ý đến, hắn chỉ đứng thẳng bất động, mặt nạ đen bảo hộ hạ ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Chiết nhĩ đan lạnh lùng cười, bỗng dưng gào to nói, đáp bạc. Đáp bạc tức khai chiến, hai chân vỗ mạnh, dùng toàn lực bay về phía trước. Nơi này là Thái Y Viện, là nơi nha môn trọng địa của Trung Quốc, để tránh vài vị đại phu chịu kinh hách. Triết nhĩ đan chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hắn muốn ở hành lang dài giải quyết hắc y thích khách. Triết nhĩ đan thân cao chân dài, xài bước cực xa, tùy ý có thể bước qua 10 thước, toàn lực chạy như bay, tốc độ như ngựa phi nước đại. Với tốc độ chạy này, người này có thể gọi là đệ nhất bắc cảnh hung nô, không còn vị cao thủ thứ hai có thể với tới. Gần chạy ra hai bước, khoảng cách 20 thước chớp mắt mà qua, liền vào lúc này, đối thủ chân phải bước ra, thế nhưng cũng bắt đầu cất bước chạy như bay, thẳng hướng chính mình vọt tới. Chiết nhĩ đàn lạnh giọng hổ giống, chợt liền phi năm bước, đảo mắt lại quá 50 thước, đột nhiên cách đó chưa đầy ba trường, một bóng đen khổng lồ xẹt qua mắt hắn. Địch nhân đã ở chính phía trước, không thể tưởng tượng. Đối thủ ở trong phút chốc liền quá 100 thước, so với hắn nhanh gấp đôi. Triết nhĩ đan tuy kinh hãi nhưng không hề cảm thấy hoảng loạn. Vị mạc bắc đệ nhất cao thủ này thân kinh bách chiến, không kiêu ngạo cũng không nản lòng, giỏi nhất thể nghiệm và quan sát tình thế. Vừa thấy đối phương đã luyện tuyệt học, nhất thời đổi công làm thủ, bước về phía trước bằng cả hai chân, ầm ầm vang lớn, sàn hành lang bị gót chân rung chuyển, tạo ra một hố sâu. Triết nhĩ đan hít một hơi thật sâu, lùi lại một trường, hai chân vững vàng, trong giây lát dơ nắm tay trái lên, nắm tay phải thu về bên hông, bí đao sử xuất, đại hắc thiên quyền tàn nhẫn công kính tràn ngập toàn thân. Đối thủ chạy càng lúc càng nhanh, vẫn bay về phía hắn, chiết nhĩ đan lạnh lùng cười, lập tức dĩ giật đãi lao, tà quyền bảo vệ mặt, hữu quyền vận thượng mười thành công lực, chỉ chờ một chính quyền bay ra, quyền kình hai thước vô hình bùng nổ, đương trường có thể đánh chết địch thủ vô danh dĩ giật đãi lao là lấy gần chờ xa, lấy khỏe chờ mệt, lấy no chờ đói. 40 thước, 30 thước, 20 thước, ong một tiếng, trước mắt tinh quang bạo lóe hắc y nhân từ sau lưng rút ra một thanh lưỡi dao sắc bén, chém mạnh từ trái sang phải. Táp bạc, chết nhĩ đàn âm thầm gieo hò, địch nhân lưng đeo bảo kiếm, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lưỡi dao sắc bén tốc độ cao nhất chém giết, kiếm quang họa ra hình quạt, chiết nhĩ đàn hết sức chăm chú, hai chân bất động, thân trên ngửa ra sau nhường chỗ, kiếm phong dừng trước, chóp mũi không đến hai tấc, lấy cực cường nhã lực eo kính né tránh địch chiêu. Mạc bắc đệ nhất cao thủ kẻ tài cao gan cũng lớn, khoảng cách cực hiểm, chiêu thức mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn tránh thoát. Cao thủ chiến đấu kịch liệt, chênh lệch một tấc cũng có thể giết chết một mạng người chứ đừng nói đến hai tấc. Mắt thấy địch nhân thân mình còn ở nhào hướng tiến đến, Chiết nhĩ đan khóe miệng nổi lên cười lạnh, thoáng chốc tà quyền như thiết pháo, đại hắc thiên quyền tung ra một đòn mạnh đánh vào trọng yếu của đối thủ. Hùng hồn mạnh mẽ rót vào bụng dưới mềm mại, nhất định có thể giết chết địch nhân ngay tại chỗ. Khó khăn lắm có khoảnh khắc đắc thủ, thân mình đối thủ bỗng nhiên ngưng lại. Mọi nơi vụn gỗ bay tán loạn, hắc y nhân đang ở giữa không trung, bỗng chốc đá ra chân phải, như rơi bám lấy xà hành lang, lực vọt tới tiêu giảm, thân hình đột nhiên đình trệ, lấy thân pháp kỳ diệu né tránh một đòn chí mạng từ đại hắc thiên quyền. Triết nhĩ đan âm thầm kinh ngạc, đang muốn tái khởi thế công, thấy kiếm quang tái khởi, địch nhân lại treo trên cột hành lang, không xuống đất trọng chỉnh trận thức, hắn trong tư thế lộn ngược chia kiếm về phía cổ họng. Đối thủ chiêu thức quái dị, Triết nhĩ đan lại không nửa phần sợ hãi, ngược lại cười ha ha lên thiên hạ kiếm pháp tuy nhiều, nhưng người có thể làm hắn tâm sinh kiêng kỵ chỉ có chí kiếm, còn kiếm pháp khác không đặt trong mắt. Hắn tay trái vận khí, vô hình quyền phong đánh ra, cô y cứng đối cứng đánh một hồi, ở nhất chiêu phân ra cao thấp. Hàn kiếm đi tới trước mặt một tấc, quyền phong của chết nhĩ đan cũng đã phát ra, sức mạnh nơi nơi, lập tức có thể bẻ gãy trường kiếm của đối thủ thành hàng chục mảnh. Hai bên đang muốn giao phong, đột nhiên kiếm quang mất đi đối thủ thế nhưng buông lỏng năm món tay ra phóng thoát chuôi kiếm mặc cho trường kiếm thẳng tắp rơi xuống hắc y thích khách thế nhưng ở thời điểm mấu chốt quang kiếm triết nhĩ đan mở to mắt không biết người này có quỷ kế gì quang kiếm liền thành tay không trong chốc lát ngăn cản quyền chiêu của mình như thế nào lẽ nào hắn muốn thừa nhận thất bại mạc bắc tông sư lạnh lùng cười trên đấu trường không sống tức là chết, đối phương đã dám rút kiếm trước mặt mình, nhất định phải chết thảm, hà tất khách khí cái gì. Đại hắc thiên quyền vẫn ra đòn nhanh chóng, không chút nào cố kỵ tánh mạng đối thủ. Quyền phong buông xuống, kiếm phong cũng đã rơi xuống ngang ngực, hắc y nhân tay không ngăn địch, tình thế đại đại nguy cấp. Giữa ranh giới sinh tử mong manh, bỗng nghe hắc y nhân bật hơi dương giọng eo hồ vặn giữa không trung, chân trái bay lên, ong một thanh âm vang lên, mũi chân đá chuôi kiếm dũng lực quán chú trường kiếm như mũi tên nghênh diện bay tới mũi chân đá kiếm thì ra là thế triết nhĩ đan âm thầm kinh ngạc mới biết dụng ý hắc y nhân hắn muốn bằng quái chiêu thủ thắng mạc bắc tông sư kinh nghiệm lâm địch không tầm thường kinh ngạc chợt lóe mà qua chợt lấy nội lực thúc giục thắt lưng cơ thể đột ngột lệch sang trái vượt qua thanh kiếm đang lao tới có một âm thanh vang lên Thanh trường kiếm được cố định trên cây cột phía sau, lưỡi kiếm còn lay động. Triết Nhĩ đan cửu tử nhất sinh, tất nhiên là đầy đầu mồ hôi lạnh, đang muốn ra tay phản kích, chợt vào giờ phút này, việc không thể tưởng tượng phát sinh. Hắc nhân chân trái đá trúng chuôi kiếm, thân mình lập tức trầm xuống, thình lình, thân ảnh màu đen giữa không trung quay cuồng, đầu dưới chân trên, hình như đổi chiều kim câu, Triết Nhĩ đan trợn mắt há hốc mồm đùi phải đường ngang giữa không trung quét thật mạnh gò má mạc bắc tông sư không trung quay cuồng xoay người đổi chân đối thủ to lớn như vậy có thể ở trên không lâu như vậy đây là đây là phi nhân chi cảnh lách cách vang lớn chiết nhĩ đan ngã trong vườn hoa mộc lăn vào sân đầy tuyết mạc bắc tông sư vừa kinh vừa giận cú đá này tuy rằng nặng nhưng cũng không làm tổn thương đến xương đồng ra sắt của hắn giận dữ muốn điên Chết nhĩ đan xoay người nhảy lên, chợt xé rách quần áo phía trên, lộ ra một thân sắt thép gân cốt, lấy tiếng huyết gió hướng cường địch khiêu chiến. Ai không sợ hãi là bất khả chiến bại. Sư tử hống chấn vang hành lang, chết nhĩ đan đằng đằng sát khí, nộ mục nhìn phía phía trước, đang định khai sát, trong khoảng thời gian ngắn, lại ngây ngần cả người. Tại sao? Hành lang dài không có bóng người. Một âm thanh sắc bén phát ra từ chân, trong sự kinh ngạc một viên hình tròn sáng lập lòe xuất hiện cạnh chân chiết nhĩ đan há to miệng nguyên lai hắc y nhân sớm đã rút ra trường kiếm lặng lẽ đi vào hoa viên thấy hắn người mang kiếm xoay chuyển như bàn hàn quang phi động bay thẳng vào xương bàn chân của mình thực sự không thể nào chắn giá chiết nhĩ đan vừa kinh vừa giận hắn điên cuồng gào thét gào rít giận dữ không màng tất cả phát ra một quyền dù chân có bị cắt đứt hắn cũng muốn đánh nát thân ảnh kia quyền lực rơi xuống xuống tầm cao ngang đầu gối viên cầu hàn quang bỗng nhiên ngưng lại trong nháy mắt cầu ảnh biến ảo cầu tròn đêm tối quyền quyết đoán chuyển hóa y ảnh phục lại thành hình người trước mặt chiết nhĩ đan thích khách trước mặt này có động tác nhanh nhẹn biến chiêu quái lạ quả thật bình sinh ít thấy chiết nhĩ đan lại lần nữa vung nắm tay trống rỗng trong lòng lạnh buốt hai người cách xa nhau ba thước, hai mặt nhìn nhau, mặt nạ đen bảo hộ hạ ánh mắt mang theo khiêu khích, mang theo cười lạnh, chết nhĩ đan không màng tất cả hổ giống cuồng khiếu, đang muốn đánh ra đại hắc thiên quyền, đối phương đã giành trước ra chiêu, hữu trưởng ấn vào ngực chết nhĩ đan. Hắc in nhân tê tê cười lạnh, hắn giơ lên tay trái, duỗi ngón trỏ, vẽ lên cần cổ chết nhĩ đan. Chiết nhĩ đan nghẹn hỏng nhìn chân chối, cử chỉ này dường như rất quen thuộc, không phải chính mình vẫn thường khinh thường động tác cường địch sao? Hắn tỉnh ngộ lại đây, phẫn nộ quát, sơ nghịch. Sơ nghịch, sơ nghịch, là ngươi. Người mặc bắc không giỏi tiếng hoa, tự nhiên nói không rõ, chỉ nghe trên mặt đất có tiếng va chạm, xương sườn của chiếc nhĩ đan bị gãy, thân mình cao lớn bay về phía sau, đập vụn gạch tường, thẳng tắp lăn ra đường. Mông cổ quốc đệ nhất cao thủ, trong vòng ba chiêu thảm bại. Hắc nhân sửa sang lại quần áo một chút, vỗ nhẹ lớp tuyết trắng trên vai, bước vào lối vào thứ ba. Lối vào thứ ba phòng xá Thái Y Viện, có tên Huệ Dân Dược Cục, đây cũng là quan ải cuối cùng của chuyến đi này. Đại tướng cuối cùng là Tô Dĩnh Siêu, hắn là thiên hạ đệ nhất đệ tử, cũng là độc môn truyền nhân Hoa Sơn Tam Đạt Kiếm. Chỉ dựa vào hai danh hào này, quan ải cuối cùng của Thái Y Viện, liền đủ xưng tường đồng vách sắt mà không thẹn thời điểm phát sinh sự tình tô dĩnh siêu đang rót trà người trong lòng quỳnh phương thu xếp cơm chiều cho mình đi ra phố với quyên nhi các nàng biết mình thích vịt quay nên phải chuẩn bị món đó tô dĩnh siêu cứ như vậy khóe miệng mỉm cười lặng lặng ngồi ở chiếc bàn dài ghế đầu trước cửa rót cho mình một chén trà ấm nóng khi bắt đầu rót nước thái y viện đại môn truyền đến tiếng vang nặng như thể có thứ gì đó bị đá vào phu thê Hồ Chí Liêm trong nội đường nghe thấy, hai người cùng viên thái y vội vàng đi ra, ba người mặt mang kinh ngạc, đồng thanh hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tổ xĩnh siêu lắc lắc tay, nói, không có việc gì, các người đi vào trước. Trong chốc lát ta đi qua xem xét, phu thê Hồ Chí liệt sắc mặt kinh hoàng, hai người ôm nhi tử nói chuyện ở cửa. Bỗng nghe bên ngoài có một tiếng vang lớn, giống như có thứ gì đó rơi xuống sau đó là tiếng đánh nhau hồ phu nhân run giọng nói này thật sự có người có phải là đến tìm chúng ta không hồ chí liêm sắc mặt trắng bệch nhớ tới chính mình nhận được thư từ quái dị không khỏi sợ hãi vạn nhất thực sự có người muốn giết hồ chính đường phải làm sao bây giờ mắt thấy mọi người tràn đầy kinh hoàng tô dĩnh siêu lại bình thản ung dung như cũ ngồi ngay ngắn châm trà điều này không phải hắn định lực hơn người cũng không phải cố tình nhàn hà mà là thái y viện cao thủ đông đảo, liền tính thực sự có sát thủ lèn vào quấy dây, bên ngoài có cường tướng tống thông minh, tông trạch tư ba, xích xuyên tử, ai quan tâm sát thủ lai lịch ra sao, nghĩ đến nhất định có thể chặn lại tặc nhân này. Chính mình có lao ra tiền viện hay không không quan trọng, chỉ sợ có tiếng người đông lại đánh tây mới là việc duy nhất cần phải đề phòng. Tô Dĩnh siêu khóe miệng vẫn mỉm cười hắn lẳng lặng nhìn trà từ tay mình đổ xuống, đột nhiên, bên tai vang lên một âm thanh kỳ lạ. Tiếng hét phẫn nộ, đó là cao thủ khi phát chiêu giống lên. Tô Dĩnh Siêu trong lòng dùng mình, nhưng tay lắng nghe, không sai, phía trước vườn hoa chính xác truyền ra tiếng gầm, mông cổ đệ nhất cao thủ tiếng nói thực trầm, tiếng hô nhất định là của triết nhĩ đan. triết nhĩ đan gặp phải cường địch, người tới đã đến nha môn lối vào thứ hai điều này có nghĩa là tất cả tống thông minh xích xuyên tử vô dã minh vương đều thất thủ người tới xông qua lối vào đầu tiên liên tiếp đánh bại hàng chục cao thủ ở quảng trường trước cửa tất có nghệ nghiệp kinh người bất quá tô dĩnh siêu vẫn không có ý định đứng dậy hắn chậm rãi đảo nước trà bộ dáng văn nhã tu khí bởi vì hắn còn có một lý do không cần đứng dậy chết nhĩ đan đây là lý do hắn không cần đứng dậy với tuyệt thế võ công của người này, nhất định có thể khiến mình thong dong uống xong chén trà này, sau đó lại đi xem kỹ thi thể địch thù. Trong nguy nan có thể có cao thủ như vậy làm đồng bọn cũng giống như trốn sau vạn lý trường thành, nhàn đến khiến người ta hoảng sợ. Nước trà chết dốc rách rót vào chén, ước chừng rót đầy tám phần, liền vào lúc này, phía trước hai mươi thước vang lên tiếng bước chân, tô dĩnh siêu trong lòng dùng mình, dương mắt đi xem, thỉnh lình, trong mắt xuất hiện một hắc y thân ảnh. Ác quỷ ký tên, thân hình cao lớn như hổ, cứ như vậy đứng thẳng ở cửa Huệ dân dược cục. Hồ phu nhân nhất thời thét chói tai, hồ chí liêm kinh sợ, không nói nên lời, đứa trẻ tuy được mẹ ôm trong ngực, nhưng toàn thân run rẩy, run giọng nói, "Quỷ." "Quỷ." Viên thái y hoàng sở vội vàng thét to, "Người đâu?" "Người đâu?" hô vài câu, trong viện không có nửa người lại đây tiếp ứng. Nhà dịch cao thủ quan sai tất cả đều không thấy bóng dáng trăm người tụ tập thái y viện hiện nay giống như bãi tha ma đêm khuya viên thái y hoảng sợ muôn giảng trong lúc nhất thời cũng không quay đầu lại nhảy thẳng vào trong nhà người áo đen kia nếu tới triết nhĩ đan tất nhiên thảm bại không thể nghi ngờ tô dĩnh siêu minh bạch chính mình tình cảnh không tốt nếu hắn cũng thủ không được cục diện hồ gia tam khẩu tất thành tế phẩm không thể nghi ngờ khóe mắt hắn khẽ đổi, nhẹ giọng phân phó, hồ đại nhân, thỉnh ngươi mang theo phu nhân công tử vào nhà, không phải ta phân phó, tuyệt đối không ra ngoài. Hai vợ chồng chờ đến chính là những lời này, nhất thời như Hoàng ân đại xá, ba người học bộ giáng viên thái y, lời cảm ơn không kịp nói, liền đã vây quanh hài tử, toàn bộ phi thân vào cửa, đóng chặt cửa lại, cài then chặt nặng bên trong. Hắc nhân đứng ngoài cổng viện, bất động, ngưng lập bất động, dùng một đôi ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm trưởng môn hoa sơn. Đây là một cảnh tượng hù chết người, nhưng Tô Dĩnh Siêu vẫn không có ý định đứng dậy. Hắn nhàn ngồi ghế, chậm rãi dơ lên ấm trà, thong thả ung dung rót một chén trà nóng, nghe hắn mỉm cười tới hỏi, bằng hữu thời tiết lạnh vô cùng, cùng nhau uống trà đi. Đối đầu kẻ địch mạnh, đối phương rõ ràng người mang tuyệt nghệ, chính mình lại thong dong uống trà này đương nhiên là cố tình nhàn hạ. Triết nhị đàn không phải mèo ba chân, đại hắc thiên quyền tinh vi cao thâm, hắc y nhân tất có thần diệu võ công khiến người kinh ngạc cảm thán. Nếu không không có khả năng ở mấy chiêu phân ra thắng bại, hắc y nhân rất mạnh cũng có tuyệt chiêu chính mình nhìn không thấu. Chỉ là tô dĩnh siêu nếu muốn đánh đòn phủ đầu liền cần chọc giận đối thủ, đối phương càng cao ngạo cuồng vọng hắn càng muốn kích chí kiếm chú trọng tâm chiến, địch không loạn, ta bất động, cường địch hòa khí bùng nổ, liền sẽ chưa chiến trước loạn. Duy độc như thế, mới có khả năng nhất cử phá được cường địch. Tô dĩnh siêu bưng cốc trà nóng lên, nhấp một ngụm trà thơm đậm đà, không ngừng gật đầu khen ngợi, bộ dạng uống thực ngon. Biểu tình khiêu khích như vậy, rất ít người có thể bất đồng. Chỉ là bất luận tức giận động thủ, dành trước phát chiêu, hay là là lớn tiếng tức giận mắng, đối thủ đều rơi vào bên trong tâm chiến của Tô Dĩnh Siêu. Hắc Nhân không để ý đến hắn, đối mặt khiêu khích, hắn khoanh tay, ánh mắt hung dữ lạnh lùng, giống như ám dạ nộ long. Tô Dĩnh Siêu âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, làm tốt lắm, gặp được cao thủ. Đối phương không nhân cơ hội phát chiêu, cũng chưa để thanh tức giận mắng, hắn đang đợi chính mình uống xong trà. Người này khí độ bất phàm thứ nhất không lợi dụng người khác thứ hai không bị người bắt lấy sai lầm có thể coi là chân chính cường địch tô dĩnh siêu một bên uống trà một bên đánh giá địch nhân xét về mặt đứng một mình người này liền đủ để áp đảo vô số hảo hán giang hồ chân trái đứng ở tư thế mèo đùi phải hơi vòng cung khuất sau một lấy nhẹ nhàng một lấy cương mãnh hắc nhân là bức tường cao hữu hình có chất đứng sừng sững cũng là một trận mưa rền gió dữ vô tung vô ảnh. Với khi thế nghiêm nghị như vậy, chẳng trách có thể đánh bại mông cổ đệ nhất cao thủ. Bất quá Tô Dĩnh Siêu cũng không để ý, hắn cũng có thực lực của mình. Trường thắng 800 chiến, võ nghệ thiên hạ tôn. Ninh bất phàm lấy điều này đánh lui Côn Luân kiếm thần, Tô Dĩnh Siêu trượng này Dương Oai tứ hải, thầy trò hai đời tất cả đều là dùng kiếm danh gia. Với huy lực của chi kiếm Bình Bát Phương, hắn thật sự không có lý do sợ hãi. Chén trà được đặt xuống, một tiếng vang lớn, tinh quang bạo khởi, hắc y nhân ra lựa chọn. Hắn lượng ra trường kiếm, thế tới nhanh mau, hướng thẳng về mặt Tô Dĩnh Siêu. Đối mặt với lựa chọn của hắc y nhân, Tô Dĩnh Siêu cũng đáp lại. Cổ tay phải hắn khẽ nhúc nhích, rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, nhưng không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đâm vào đầu vai hắc y nhân kiếm chiêu đối phương thực mau, chỉ là có mau gấp đôi, rồi lại như thế nào? Không cần hoài nghi, trước chi kiếm bình bát phương, thiên hạ không có tuyệt chiêu phá không được. Kiếm chiêu của hắc y nhân bị phá, bước chân lảo đảo, lùi về sau một bước. Hắc nhân thật sâu hít vào một hơi, thân hình hùng tráng cao chín thức lại lần nữa nhảy về phía trước, trong chớp mắt liền ra năm kiếm, trước huệ dân dược cục tràn đầy lóng lánh kiếm quang, Tô dính siêu mùi ngay ngắn bất động, mũi kiếm chỉ ra, trong khoảnh khắc phá vỡ vào kiếm võng, bức cho hắc y nhân lui mạnh về phía sau. Hắc y nhân trong vòng ba chiêu đánh bại chết nhĩ đan, dựa vào là một chữ kỳ. Chết nhĩ đan đã hơn 60 tuổi, trải nghiệm giang hồ nhiều, nhưng càng lớn tuổi càng có nhiều định kiến, hắc y nhân thân thủ quái dị, trăm triệu không thể đo lường theo lẽ thường, mạc bắc tông sư tuy rằng công lực thâm hậu, vẫn là nhất định thua vỏ quyết giày có móng tay nhọn, trước mặt Tô Dĩnh Siêu lấy trí thủ thắng, cái gì đều là gặp thời ứng biến, không có người có thể xuất kỳ bất ý, đánh úp, hắc y nhân võ công càng kỳ quái, hoa sơn trưởng môn càng vui mừng. Hắc nhân không chút nào nhụt chí lập tức lại là nhất kiếm đâm tới, mũi kiếm xoay tròn mau cấp, xét theo lực đạo kiếm, hắc y nhân lực cổ tay hơn người, tất đạt tới trăm cân, thật sự giang hồ hiếm thấy. Tô Dĩnh Siêu không mảy may sợ hãi, hắn mắt nhìn Hắc Y Nhân, đặt tay trái lên chán, giữ thanh kiếm trước ngực, nhẹ nhàng quét về phía trước, kiếm phát sau mà đến trước, đã chém về phía bụng dưới của đối thủ. Hắc Y Nhân kêu lên một tiếng, chợt xoay người nhảy lên, giữ không trung xoay chuyển, thoáng chốc đứng trồng ngược xuất kiếm, mũi kiếm lại chỉ hướng cổ họng Tô Dĩnh Siêu. Tô Dĩnh Siêu âm thầm tán thưởng, người này thân cao tay dài thân hình lại linh hoạt vô cùng, nếu không phải thân pháp thần diệu như thế, cũng không có khả năng nội trong mấy chiêu đánh bại chết nhị đan. Tô Dĩnh Siêu dù bận vẫn ung dung, cố ý xem xét kỹ hơn võ công đối thủ, không né tránh thanh kiếm đang lao tới, chỉ nhẹ nhàng di chuyển mũi kiếm, dọc theo trường kiếm trong tay hắc y nhân thu hồi lại. Kiếm không tương giao mà chỉ lướt vào ngón tay của đối thủ, binh khí hắc y nhân sở phụ nội lực càng cường càng mạnh mẽ, món tay càng không thể bảo toàn. Thân kiếm chiều trên tay đánh tới, hắc y nhân thân mình run lên, tựa không dự đoán được thế gian lại có bậc này kiếm pháp, dưới nguy cấp, thân hình quay cuồng, tay trái dài ra, vung về phía sau, may mắn giữa không trung nắm được cành cây khô trong đại viện, thân hình thối lui về phía sau năm thước, lúc này mới bảo vệ ngón tay không bị thương. Mạnh yếu đã phân, thắng bại đã đỉnh, tô dĩnh siêu căn bản không cần đứng dậy, chỉ bằng tìm kiếm địch năng lực sơ hở của đối thủ hắn liền có thể hoàn toàn chiếm được thượng phong trận này so đấu căn bản không cần lại đánh tô dĩnh siêu duỗi người đi theo chậm rãi rút ra trường kiếm bằng hữu ta muốn tới thật sự trường kiếm đua tiếng ra khỏi vỏ ánh sáng lạnh lẽo tỏa sáng rực rỡ tô dĩnh siêu trên mặt thần sắc tuy rằng bình đạm nhưng nhất kiếm nơi tay khi thế như tông sư nghiêm nghị hoa sơn trưởng môn nếu muốn ra tay giết người ba chiêu nội liền có thể thấy màu đỏ hai người nhìn nhau tô dĩnh siêu tay cầm thanh phong như cũ ngồi thẳng bất động nghe hắn nhàn nhạt nói cuộc đời ta cũng không giết người hôm nay cũng không nghĩ phá giới hạn này hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội các hạ chỉ cần xoay người liền đi ta tạm tha ngươi không giết tiếng chưa tắt, hắc ảnh chợt lóe địch nhân dường như đánh đến hung hãn không màng tất cả mà vọt tới, trường kiếm trong tay càng điên cuồng đâm tới. Tô Dĩnh siêu lắc đầu cười khẽ, đối phương nếu không màng an nguy tánh mạng, hắn cần gì phải lưu tình. Lập tức rút kiếm hồi thứ, kiếm này không hề lưu tình, phương vị tinh diệu, thẳng cổ họng hắc y nhân. Địch nhân nếu không quang kiếm đầu hàng, đó là chữ chết. Song kiếm đối thứ, hướng cổ họng địch nhân, nhưng mũi kiếm của Tô Dĩnh siêu phương vị tinh diệu, so với hắc y nhân nhanh hơn một bước đang muốn thấy huyết xong việc đột nhiên trước mắt tinh quang hiện lên chỉ thấy mũi kiếm đối thủ bỗng dưng dài ra mấy lần thế nhưng vô duyên vô cớ thành binh khí dài bay tới trước mặt tô dĩnh siêu tô dĩnh siêu chấn động mắt thấy trường kiếm trong tay hắc y nhân vô cớ dài ra đâm thẳng tới cổ họng dài gấp ba lần hoảng loạn hạ không kịp suy nghĩ vội vàng sử dụng thiết bàn kiều để qua kiếm này liền vào giờ phút này hắc y nhân ném ngược thanh kiếm của mình chém chiếc bàn dài làm đôi tô dĩnh siêu thấy tình thế đột nhiên nghịch chuyển thoáng chốc xoay người nhảy lên hai người giao chiến tới nay tô dĩnh siêu lần đầu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi hắn thở dài một hơi gật đầu nói kỳ môn binh khí ghê gớm chỉ thấy hắc y nhân cúi mặt xuống đất trong mắt lóe lên tia sáng thân kiếm trong tay lại giống như một cây côn ba khúc trông giống như một lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lẽo được nối với nhau bằng ba sợi dây thép. Tô Dĩnh siêu thở ra một ngụm trường khí, chậm rãi định thần. Chí kiếm ngạo thị thiên hạ, phàm là địch thủ ra chiêu, không một chiêu thoát khỏi kế hoạch, nhưng binh khí giấu giếm cơ quan, trừ phi trước đó hỏi thăm, còn không có cách nào biết được. Hắn trong lòng minh bạch, giờ phút này có thể may mắn bất tử, dựa đến là kiến thức cơ bản vững chắc nếu không phải nhãn lực hơn người, bước chân kỳ mau, quái chiêu đoạt mệnh bỗng nhiên tới, chính mình sớm đã vô hạnh. Hắc kinh nhân thần binh nơi tay, binh khí dài đến cả trưởng, nếu muốn thắng lợi, chỉ có thể chiến đấu trong khoảng cách ngắn. Hắc một tiếng, Tô Dĩnh Siêu giành trước ra chiêu, hắn giơ kiếm đâm nhanh, dưới chân càng giấu thất tinh bộ pháp, sẵn sàng uy hiếp vào vòng trong bất cứ lúc nào. Bỗng nghe ong một tiếng, hắc y nhân tam tiệt mũi kiếm bay tới. Tô dĩnh siêu sớm đã dự đoán được như thế, lập tức nhưng thân né tránh, nháy mắt xông về phía trước vài thước, hắn tự cao kiếm chiêu tinh diệu, chỉ cần địch ta hai bên đối diện giao phong, tam tiệt thần binh tất thành trói buộc, trong vòng nhất chiêu liền có thể xoay truyền thắng bại. Hắc y nhân phi kiếm bắn ra, hai đoạn hàn phong vòng đến sau lưng tô dĩnh siêu, chỉ dư một đoạn mũi kiếm chắn giá trước ngực, mũi kiếm ngắn nhỏ, rất khó ngăn cản chi kiếm kiếm chiêu tinh diệu. Mắt thấy đắc thủ, bỗng nhiên gian hắc y nhân lực cổ tay phát động, vòng kiếm xoay tròn, phi kiếm như dù, mũi kiếm hóa bạch quang, bạch quang hóa như giày đặc miệng rộng, thẳng tới mặt tô dĩnh siêu. Tuyệt chiêu hiện ra, mũi kiếm kia có thể duỗi có thể chuyển, mâm tròn chuyển động cực nhanh, huyệt phi mắt thường có khả năng phát hiện. Tô dĩnh siêu sợ hãi kinh ngạc, hắn 10 năm hành tổ võ lâm, còn chưa gặp qua binh khí quái dị như vậy. chính mình tuy có thể đâm bị thương đối thủ nhưng chỉ sợ đầu mình sẽ bị mũi kiếm tước đi một nửa. tình bất đắc dĩ chỉ phải dừng chiêu biến thức phòng thủ. đường đường tiếng vang máu tươi từ cánh tay chảy xuống chính mình bị thương. mười năm qua phá giải vô số độc chiêu ám khí lại chưa thấy qua binh khí quái dị bậc này. cái này thật có chốt phiền toái. hắc kinh nhân khởi động cơ quan liền chậm rãi chuyển động chuôi kiếm, kiếm quang bay múa, quay tròn như chiếc đĩa, chiêu thức nhất thể tùy tâm. Cánh tay cầm chuôi kiếm thỉnh thoảng đẩy về phía trước và rút lại, mâm tròn chợt to chợt nhỏ, thay đổi thất thường. Vèo một tiếng, bỗng nghe tiếng xé gió, hắc y nhân lại lần nữa ra chiêu, trường kiếm liền duỗi tam tiệt, đâm thẳng vào cổ họng tô dĩnh siêu, bức cho hắn xoay người tránh ra, dễ bề giờ phút này, mũi kiếm dung chuyển, xoay thành hình chiếc ô, nhanh chóng đâm về phía má, giống như chim mổ, giống như lưới cá, mỗi chiêu đều di chuyển về phía trước. Tô dĩnh siêu dựa vào bước chân liên tiếp né tránh, nhưng vài lần không kịp phản ứng, trên vai cánh tay máu tươi đầm đìa, thực sự chật vật. Đối thủ thấy máu đỏ, như mãnh sư phát cuồng, nháy mắt cường công không ngừng. Bình khí liên tiếp giao kích, huệ dân dược cục truyền ra vô số bạo vang, hơn 10 kiếm qua đi, Tô Dĩnh Siêu không lùi lại được, ỉ vào thất tinh bức ảo diệu, miên cưỡng tránh được Hàn Phong đuổi giết. Gót chân dẫm lên ngạch cửa, đã là thối lui đến cửa huệ dân dược cục, đây là cục diện lui không thể lui. Hắc ít quái khách vẫn bình tĩnh tàn khốc, hắn yên lặng vô ngữ, tay trái kéo dây điều khiển sợi dây, tay phải cầm kiếm ra chiêu, thanh kiếm chợt dài chợt ngắn, đôi khi bề mặt ô xoay và mở rộng, đôi khi biến thành ba lưỡi cắt lạnh, uy lực rộng lớn bao phủ một khu vực gần một trường. Tô Dĩnh siêu âm thầm tính toán, cường địch chiêu thức quá mức quỷ dị, chính mình lại không thể phá giải sơ hở đối phương, hôm nay chỉ cần vô ý, nhất định mệnh tang kinh thành. Đáng thương chính mình còn chưa tu đồ đệ, chỉ sợ sau khi chết, tam đạt kiếm liền sẽ thất truyền. 6. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn